moments later. Xin kính chào các cụ ông sờ mông các cụ bà. Xin kính chào các cụ bà sờ các cụ ông. Và chào xỉ năm tranh em nhà mọt. Cũng giống như con người, các loài động vật cũng có những biểu cảm vô cùng hài hước và đáng yêu như con này chẳng hạn. Có những con vật thú lại đánh đá cá cầy như con này này. Nhưng hôm nay không nói về mấy con đánh đá này đâu nhá. Chào mừng quý bạn và các vị đã quay trở lại với Mọt Phim Plus. Trong video này, anh em sẽ phải cười tụt cả quần với năm con vật hài hước khắm hơn mắm trên màn ảnh. Bắt đầu ngay thôi anh em nhỉ. Đừng quên like video, nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo và để lại bình luận để ủng hộ chúng tới nhé các bạn thân mến. Cảm ơn các bạn rất nhiều. 5. Tắc kè ba hoa trong Rainbow năm 2011. Tắc kè nhát gan. Run. Xin trân trọng giới thiệu với họ hàng gần xa bà con khối phố. Đây là nhân vật chính của chúng ta, thanh niên tắc kè hoa Rango. Chuyện là thế này, cô cậu tính đi phiêu lưu tới miền Tây hoang dã. Điểm dừng tiếp theo của cô cậu là thị trấn Derbs, đó là một thị trấn khô cằn và khắc nghiệt. Giống như đường Tăng Lấy Kinh đi qua Hỏa Diễm Sơn ấy anh em ạ. Đã khô cằn khắc nghiệt thì chớ lại còn gặp phải yêu quái nữa chứ. Chạy đi mày! Con này giống kỳ sĩ điều quá nhỉ, làm sao bây giờ? Chỉ có nước vắt đi lên cổ mà chạy thôi chứ biết làm sao. Ôi may quá thoát ra được rồi, con đội ơn các cụ ạ. Đi mãi, cuối cùng cu cậu cũng tới được thị trấn Dirt. Chưa kịp hỏi chân kinh thì đã gặp phải đại ca hổ báo nhất trưởng mẫu giáo này. Em xin lỗi, em chỉ cố tình thôi mà. Mình là đàn ông con trai mà, sợ gì mà không solo 1-1 đúng không anh em? Thế này thì tôi cũng ạ ông luôn, cơ mà đã đen còn làm lông, con đại bản lúc trước lại xuất hiện cao mà. Lần này liệu các cụ có độ trò nữa không đây, mà thôi cứ phải chạy đã. Em trốn ở đây được không các bác nhỉ? Trên mía, con đại bàng kia khôn vãi cả cướp ra, quả này chắc em toàn rồi. Ôi mày qua vẫn sống, nhưng giờ còn ái em hơn. Tí quên mình có súng, em bắn nhé. Đúng là khôn không bằng may. Sau vụ này, cu cậu Tắc Kè được bổ nhiệm làm cảnh sát trưởng của thị trấn. Nhiệm vụ của cậu là tìm kiếm nước cho người dân tại nơi khô cằn này. Con cứ nghĩ làm qua là xuống đê, không có đâu, nước thì chả tìm được lại còn phải đối phó với đại ca rắn đôi chuông này. Ghê chưa, cố lên nào Rango. Còn một viên đạn thế thì làm ăn gì, phải dùng mưu thôi. Con chống mắt lên mà xem trí khôn của tôi nhé. Thấy gì chưa? Cơ mà các cụ nói cấm có sai, chết vì gái là cái chết mất giờ ái. Quả đúng như vậy, đáng nhẽ đã thắng rồi thế mà còn dây dưa với em gái này để bị tóm cả lũ. Nhưng thôi không sao, đòn chốt hạ mới là đòn hấp dẫn. Nhìn đây này. Thỉnh thoảng anh lỗi kỹ thuật thì thôi nên đừng coi thường anh nhá. Too late. Calm down. What are you doing? Bốn. Con sắp hài hước trong IH Continental Drift năm 2012, Kỷ Băng Hà 4. Theo anh em thì sóc thích ăn gì nào? Đương nhiên là quả sồi rồi. Chú sóc Crash cũng không phải là ngoại lệ. Cu cậu quyết tâm tìm bằng mọi cách phải giữ bằng được một quả sồi cho dù bị rơi vào lõi của trái đất.
Gì vậy Mai? Anh em có thấy những gì mà Mò đang thấy không? Tượng nhân sư là do con sóc này tạo ra chứ không phải con người đâu nha. Chém đấy đừng tin. Sau khi vật lộn với quả sồi thì sóc đã mệt bở hơi đít, trong khi quả sồi thì chả biết đang ở nơi nào. À đây rồi Mai hả bưởi. Ông nào lừa sóc thế, chơi quả đáng lắm luôn. Ở thế nào nó lại là tấm bản đồ kho báu của sóc này. Pha này thì dầu to rồi nhá. Sao xếp. Thôi bỏ đi, lần theo tấm bản đồ thì cuối cùng cu cậu cũng đến nơi rồi. Wow. Ủa ôi gái kìa anh em. Cơ mà tao cần quả sồi chứ gái có ăn được đâu. Ăn loại đấy vào có mà mệt hơn ấy. Trải qua 99-81 kiếp nạn thì cuối cùng sóc nhà ta cũng tới Tây Trúc để lấy chân kinh. À nhầm, cuối cùng sóc nhà ta cũng tới được nơi chứa kho báu với những sồi là sồi. Liên hoan thôi nào. Sướng quá công ạ, có quả sồi to tổ bố nữa này. Rồi xong, anh em đừng có tham quá như anh chàng sóc của chúng ta nha. Ba, con khỉ đột bệnh bựa trong Rampage năm 2018, siêu thú cuồng nộ. Đó là câu chuyện của một chú gorilla lưng bạc có tên George. Nó được nhà sinh vật học David O'Connor nuôi từ nhỏ. Có thể coi David O'Connor là cha nuôi của nó cũng được anh em nhỉ. Ấy vậy mà nó giao lao với cả bố của nó luôn ấy. Tao bảo mày là chạm tay chứ có dạy mày như thế đâu hả thằng kia, bố láo. Nhưng mà cuộc đời đưa đẩy thế nào mà nó vô tình hít phải khí độc chứa mầm bệnh. Kết quả là nó bị biến đổi thành quái vật khổng lồ hung hăng. Không chỉ mình George mà còn cả một con chó sói và một con cá sấu cũng bị. Nhưng mà cu cậu khỉ đột số nhỏ hơn mấy con kia một tí. Cu cậu bị quân đội bắn thuốc mê và mang cậu đến một nơi xa trên chiếc máy bay. Cay không? Cay quá đi chứ. Cay thì phải làm sao? Đánh cho bọn nó một trận chứ làm sao? Ông to xác thế thì ai chơi lại ông? Lại được thêm ông bố nuôi của nó nữa. Nỡ lòng nào bỏ cu cậu lại để nhảy dù thoát thân. Khốn nạn thật. Thế là chiếc máy bay rơi cái bùm. Chẳng biết cu cậu trốn đi đâu mà tìm chẳng thấy. Chắc tính bỏ nhà đi với hy vọng 10 năm sau làm chủ tịch rồi quay lại. Có cái cục cờ ấy nhé. Lúc mày quay lại là lúc mày với con chó sói đột biến kia phá tan bành cái thành phố này rồi. À tí thì quên con cá sấu siêu to khổng lồ này nữa. Mấy ông này cũng ngu bỏ mía, nhanh trí gọi bà Tân về lốc ra có phải nhàn mà lại có thịt ăn không? Ngu hết chỗ nói. Anh bạn khỉ đột cùng anh bạn chó và anh bạn cá sấu đồng tâm hiệp lực, đánh sập cả một tòa nhà cao chọc trời. Nhưng mà chả hiểu sao anh khỉ tự nhiên trở mặt với hai thằng bạn và quay lại bảo vệ con người. Con chó kia không có cửa với các anh, các chú nhìn anh là món thịt cá sấu siêu to khổng lồ đây này. Đấy, các chú thấy anh ghê chưa? Hứa với anh rằng em phải thành công. Đừng bận tâm anh, vai gánh đau thương anh cô vợ không yêu người. 2. Con chuột khám lọ trong Mao Hans năm 1997, săn chuột. Nhà anh em có nhiều chuột không? Nhà Mò thì nhiều chuột lắm luôn á. Cơ mà cũng may vì lũ chuột nhà Mò nó ngu, chứ không khôn như con chuột trong Mao Hans này. Gặp con chuột như này thì anh em sẽ làm như nào? Nếu là Mò thì Mò sẽ làm như thanh niên này. Lấy súng bắn đinh bắn cho nó chết luôn. À há, mày hả bưởi. May quá em vẫn sống các bác ạ. Chuột nhà ta xếp. Năm nay 26 nổi bánh trưng rồi. Mà Mò chưa thấy con chuột nào nó danh ma mà lại còn khám lọ như con chuột này. À trừ chuột Jerry rồi nhé.
Hai thanh niên chủ nhà mua hẳn một con mèo xăng mùi sát khí để tiêu diệt chuột nhà ta. Anh cũng không phải dạng vừa đâu nhá. Mèo hả? Mèo rô. Này thì mèo, chán thua, chủ nhà lại phải thuê người bắt chuột đến. Chú nghĩ bắt anh mà dễ hả? Không có đâu nha. Bất lực miệng nó rồi, thôi phải tự ra tay mới được. Nhìn anh đây này. Chuột ơi là chuột, mày làm thế này thì tao sống sao hả chuột? Chúng mày định bắt tao hả? Ngon thì vào mà ăn, tao đẩy chỗ trốn nhé. À, hồi bé có anh em nào ra đồng bắt chuột không? Mò thì cong đít xách từng túi ni lông nước để đổ vào hàng chuột á. Chắc hai thanh niên này thế thế nên bắt trước, nhưng mà chơi kiểu công nghiệp hơn, xịt thẳng vòi nước vào. Anh em đoán chuyện gì sẽ xảy ra? Đếm ngược nhé. 3, 2, 1 và... Rồi xong, tiên sư con chuột, vì mày mà tao mất cả ngôi nhà. Thanh niên đau khổ đang tự nhủ. Có bàn chân lặng lẽ. Một, sinh vật có cái đuôi thần kỳ trong House 3, On the Tail of the Marsupilami năm 2012, theo dấu Marsupilami. Nằm sâu trong khu rừng nhiệt đới Palombian, có một loài sinh vật thần thoại và cực kỳ hiếm. Trông nó như một con báo hoa mai nhưng lại có cái đuôi rất dài, tên của nó là Marsupilami. Con này trông vậy chứ nó cũng khắm lọ lắm anh em ạ. À. Cười cái cục cờ ấy, đã vậy lại còn lấy cái đuôi ngáng chân ông kia nữa chứ. Mất dậy. À con này là con đực nha, nó còn có vợ nữa đây này. Vợ sinh giữ mày, cơ mà hơi đen tí. Nó bị một nhóm người tấn công để lấy mấy quả trứng trong tổ. Không thể để như thế được, ánh bảo mẹ chúng nó đi chứ. Đấy, thế có phải là hay không? Nhưng mà mất vợ rồi. Cô cậu quyết định tiến vào thành phố để trả thù đám người kia. Tiến lên nào. Thằng kia ném ghê vậy mày. Anh cáu rồi đấy nhá. Nhìn anh trả thù đây này. Được của nó luôn. Đúng là đã đẹp trai lại còn đánh nhau rồi. Anh em thích con vật nào nhất trong số 5 con vật trên? Hãy để lại ý kiến của mình trong phần bình luận cho Mọt và mọi người cùng biết nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. I love you Trịch Trịch. Bye bye.